cái nguồn năng lượng, cái nguồn năng lượng của tháng trước nó quá mạnh, cho nên là ngay từ đầu tháng chúng ta đang phát triển nó tốc độ rất là mạnh, và mục tiêu tăng thêm 400.000 điểm tháng này của chúng ta. Tôi tin là chắc chắn là chúng ta sẽ hoàn thành mục tiêu này. Và để hoàn thành cái mục tiêu lớn này thì mỗi anh chị em chúng ta hoàn thành mục tiêu riêng của mình. Và cả nhà luôn luôn nhớ là sự kiện là xương sống, sự kiện là xương sống. Để cho chúng ta bám trụ vào cái xương sống đấy, là cái cột sống, sự kiện là cột sống. Nếu mà không bám trụ theo cái cột sống đấy thì chúng ta sẽ mất sự sống. Đúng không? Chúng ta sẽ mất sự sống. Và chúng ta luôn khắc khăn vào não của mình cái từ rich scam vào trong não bộ của mình, và luôn luôn nói với bản thân mình và tư vấn viên của mình: rich scam, rich scam, rich scam. Tháng sau 11, 12 tại Hà Nội, 17, 18 tại Thành phố Hồ Chí Minh. Huy hỏi chỗ Jin ký cho Huy. Hỏi rồi thủ lĩnh ơi. Có còn vẫn còn vị trí. Hôm qua Hà đang kiểm tra nhân viên. Nó nói là chắc chắn là chưa có ai đặt. Nếu mà có thì đặt luôn Huy nhá. Mình book luôn đúng không? Book luôn. Ok. Book luôn. Hà Nội thì cũng đã book chỗ rồi. Hà Nội tổ chức ở cái tòa nhà Ocean. Nó còn trong kia. Đấy. Tòa nhà Ocean ở chỗ góc ở đây thì phần lớn mọi người chưa biết, cho nên là chỗ đường Đào Duy Anh. Cũng rất là ở trung tâm thành phố. Và ở Nghệ An thì chúng tôi chưa book. Thế thì mục tiêu ấy, chúng ta mở mắt ra tháng này là mình phải biết là mục tiêu là mình và bao nhiêu người có mặt tại Rickham. Đấy là điều quan trọng nhất. Tức là mỗi một ngày chúng ta mở mắt ra là mình phải biết tháng này mục tiêu của mình là gì. Mục tiêu của mình là mình và bao nhiêu tư vấn viên của mình có mặt tại Rickham. Đấy là điều quan trọng nhất, bởi vì cái sự kiện đấy nó sẽ giúp mình thay đổi cuộc đời. Nó sẽ giúp tư vấn viên của mình, nếu mà những cái người mà nghiêm túc với cuộc sống ấy, sẽ thay đổi cuộc đời. Thế cho nên là mình cần phải có mặt tại cái nơi mà nó sẽ giúp cho mình thay đổi cuộc đời. Đấy. Và cứ mở mắt ra là xem là cái hành trình, nếu chúng ta là cái người mới bắt đầu hoặc là tư vấn viên chưa đạt K4 thì mỗi một ngày chúng ta cần phải đi tìm những người đồng đội, đúng không? Đi tìm những người đồng đội để chúng ta hoàn thành K4, để chúng ta có mặt tại Rich Camp. Thế còn chúng ta xuất sắc hơn là mình và mình giúp tư vấn viên của mình tìm những người thích có mặt tại Rich Camp. Đấy, giúp cho họ bằng được. Đấy, thế còn ở trong miền Nam thì chúng ta là K3. Bản thân chúng ta là K3, tức là 500 điểm. Đấy, và đưa bao nhiêu K3 có mặt tại Rich Camp. Tức là cứ mở mắt ra là chúng ta phải biết Rich Camp, Rich Camp, Rich Camp, Rich Camp. Mình có mặt, bao nhiêu tư vấn viên của mình có mặt. Sáng ngày hôm nay chúng ta sẽ chia sẻ lại cái bài học hôm trước Anna Nguyễn chia sẻ. Đó là một cái bài học nó rất là quan trọng. Nó là cái hành trình cả đời trong chúng ta làm cái công việc kinh doanh này. Đấy, và đương nhiên mỗi một người sẽ hấp thu được ở những mức độ khác nhau. Thế cho nên là chúng ta cần phải trao đổi, chia sẻ để cho nó hằn vào não, và mỗi một người sẽ chia sẻ để giúp cho chúng ta hiểu kỹ hơn cái bài học đấy. Và đó là một cái buổi có thể nói là bạn ấy là một cái người mà đúng như là Cường nói, một cái người mà có khả năng ngộ về kinh doanh theo mạng bằng những người khác trúng lắm. Tức là bạn ấy là một người thông minh kiệt xuất, cho nên là và bạn đã chia sẻ lại những cái giá trị, những cái sự hiểu đúc kết, và chúng ta phải chuyển hóa nó thành của mình. Đúng không? Quan trọng là mình học và chuyển hóa thành của mình. Đấy là cái từ khóa. Tức là kiến thức thì là chung của nhân loại, nhưng mình phải biến nó thành của mình. Biến thành của mình thì mình sẽ thành công. Thế thì bây giờ chúng ta sẽ trao đổi lại. Xin mời đội ở trong
kia trước đi, xin mời tư vấn viên trưởng bạn bạn Quyên nào. Bạn Quyên. Bạn Quyên sẽ chia sẻ lại cái bài học mà mình học được từ cái buổi đào tạo của thủ lĩnh Anna Nguyễn. Em xin chào thủ lĩnh Vàng Quốc gia Trương Huy Cường cùng toàn thể anh em chị em trên cái buổi Zoom. Thì bài của chị Anna Nguyễn có nghĩa là mình làm sao đó, có nghĩa là trong cái đầu mình luôn hằng sâu những cái buổi scam hoặc là những cái buổi hội thảo hoặc là những cái buổi hội nghị lớn, đặc biệt là mình luôn hướng tới những người mà có tiềm năng hoặc là những người muốn phát triển về bản thân mình, thì mình sẽ cho người ta những cái hiểu và những cái tầm nhìn về cái buổi những cái buổi scam, và mình làm sao để mình để mình có thể hướng dẫn và dẫn dắt những người mới vào cái những cái buổi scam. Thì em nói tiếp đi. Em chỉ nhớ tới đó thôi ạ. Ồ, học rất nhiều bài học mà. Ok, tốt. Rồi, tức là điều đầu tiên là nó cũng hằn vào não là cái sự kiện là tối quan trọng rồi đó, đúng không? Là rất tốt, cảm ơn bạn Quyên. Xin mời Thanh Hưng nào, tư vấn viên trưởng Nguyễn Thị Thanh Hưng. Thanh Hưng chưa sẵn sàng, xin mời chị Lương Thị Tiến, tư vấn viên trưởng. Lương Thị Tiến bật mic chị Tiến. Điều gì mà sau buổi đào tạo cái chị Tiến quyết định có mặt ngay tại trại lãnh đạo mà trước đó là còn xung đột nội tâm? À, xin mời chị Tiến. Vì một câu nói của xin chào thủ lĩnh quốc gia Trương Huy Cường, xin chào các anh chị em có mặt trên Zoom. Cái điều mà thủ lĩnh vừa hỏi thì nó là một cái câu nhờ u nhu cả nhúc đang mạng nhục. Chính vì thế nên là tôi quyết định có mặt tại Hải Tiến, một bờ biển mộng mơ, để cùng hội nhóm nạp thêm năng lượng vào chiến tiếp những cái bước tiếp theo. Còn cái buổi học hôm trước ấy thì thủ lĩnh hỏi thì xin lỗi thủ lĩnh là tuần đấy là mình nghỉ, không học, đúng là cũng không hiểu là cái bài học đấy. Bởi và thủ lĩnh Anna Nguyễn đào tạo cơ mà. Chị không học buổi đấy à? Dạ không ạ. Không học mà giải ra rồi quyết định đi chạy. Giỏi nhỉ. Ok, bài đấy là cái bài cần. Rồi, hôm nay chúng ta sẽ trao đổi rất kỹ để chị biết là làm gì với cái bài học. Xin mời tôi nhìn thấy ở đây có bạn Thân Thị Dung. Rồi, Thân Thị Dung, bật mic. Bật micro Thân Thị Dung. Thông thông mặc áo đẹp đẹp rồi nhá, bởi vì chia sẻ xong rồi cái video này nó còn lên YouTube. Thân Thị Dung bật mic nhá. Bật micro, chạm vào màn hình, bấm vào cái mic. Rồi. Chưa có tiếng Thân Thị Dung. Kiểm tra lại cái micro. Dung nói chưa nghe thấy gì, sorry. Dung có nghe thấy, Dung nghe thấy anh nói không? Nếu nghe thấy thì đưa ngón tay cái. Nhưng mà Dung nói thì chưa, mọi người chưa nghe được. À. Dung kiểm tra lại micro của Dung. Được rồi. À chưa, không phải. Xin mời chị Huế nào, tư vấn viên cao cấp Huế Nguyễn. Chúc mừng đã, chị Huế đã mở danh hiệu tư vấn viên cao cấp. Và chị Huế chia sẻ lại cái bài học chị học được từ cái buổi đào tạo của thủ lĩnh Anna Nguyễn. Chị Huế bật micro. Có thể dở vở ra nhá. Chúng ta có thể dở vở ghi chép cái buổi hôm đấy ra và chúng ta chia sẻ cái bài học mình học được. Xin mời chị Huế. Xin chào thủ lĩnh Vàng Trương Huy Cường và toàn thể anh em đang có mặt trên hôm đó thì
nghe Anna chia sẻ thì rất là thích, không biết đã là từ chối cái buổi đi đó rồi mà sau khi nghe thích quá, giờ không biết làm sao. Làm sao thích ra? Quá cái trong đó là cái sự kiện là xương sống gái hát là nó rìa, thì cái câu đó là đâu mà giờ lỡ thì không biết làm sao. Mà qua cái đợt này là lần sau những sự kiện là mình phải phải xa là có gọi đồng đội đi, không thể nào giờ không biết phải làm sao. Đúng bây giờ này chị trước thì có thể là... bây giờ là chị có muốn có mặt tại Leader Camp không, trại lãnh đạo không? Rất không. Có muốn không? Có muốn không? À, câu hỏi số 2 này, sự nghiệp của chị, cuộc đời của chị có phụ thuộc vào người khác không? Có phụ thuộc vào người khác không? Mà không nghe gì hết. Không nghe thấy gì ạ? Cả nhà có nghe rõ Cường nói thì giơ ngón tay cái. À, mọi người nghe được. Bây giờ Cường hỏi lại chị Huế là sự nghiệp của chị, cuộc đời của chị do chị quyết định hay là phụ thuộc vào người khác? À, tất nhiên là mình thì mình phải tự quyết định chứ. Ai làm quyết định được? Tự quyết định. Vậy thì cái việc chị ra đấy là mình quyết định chứ có phải phụ thuộc vào người khác đi hay không đi không? Chắc chắn là tự mình thôi, không phải người khác. Rồi bây giờ chị chia sẻ lại quyết định của chị nghe nào. Nào. Dành cho chị một sự ngoại lệ đó, bởi vì là danh sách chốt rồi đấy. Nếu bị cân rất nhiều thì sẽ cùng Quyên mà đi, chắc là cùng quy tài cùng do là cái đề của Quyên, nghĩ rằng là có đi thì hai cô cháu cùng đi cho nó vui, nhưng mà do là vấn đề sức khỏe của Quyên. Quyên nên là ngại của... nhưng mà vừa rồi Quyên là việc của Quyên, chị là việc của chị, không liên quan. Bước ra khỏi vùng thoải mái. Đúng rồi. Bước ra khỏi vùng thoải mái. Chị Huế quyết định nhá. Rồi. Ok. Huy cho em cho em được chia sẻ, tại vì cái buổi em nghe anh Cường nói là kêu tại vì ngoại lệ. Chị Huế là cái vùng ngoại lệ thì thực sự rất là xin lỗi cô Huế, tại vì là hai cô cháu có cái sự thống nhất với nhau giống như là hai cô cháu là một. Nhưng mà thôi thì cũng vì cái những cái hội nghị, những cái buổi recap đó là cái xương sống của mình thì thôi thì em quyết định là có mặt trong cái buổi hạ tiếng này. Ok, rồi. Nèo cái 1 2 3 yes. Yes. Thế nó mới mạnh nhá. Này, nếu ông Huy ông Thông đặt vé máy bay ngay nhá. Kết thúc cái đặt vé máy bay ngay cho hai chị em. Đặt rồi anh ạ. Thế hả? Đặt rồi mà không đi nên hủy đó. Hủy cho bài học, tức là trả tiền cái phần hủy và đặt vé mới. Có bài học, nó mới có bài học sâu sắc. Ông đặt rồi nhưng mà bây giờ không cần phải đặt nữa, nhưng mà nếu không đi là hủy. Đi đâu anh Huy đâu có lấy được tiền về đâu. Bây giờ không còn từ nếu không đi nữa. Bây giờ là đi rồi, còn từ nếu không đi thì nữa. Ok, cảm ơn Phạm Văn Thông. Rồi bây giờ chị Huế chia sẻ những cái bài học chị học được từ cái buổi đào tạo của thủ lĩnh Anna Nguyên. Cái mic của chị Huế sao nghe rè lắm, chị Huế nói lại xem nào. Nghe rè lắm chị Huế ạ. Vâng. Ở chỗ nhà chị Huế là wifi yếu, chị bắt 3G. Chị Huế nếu mà nếu mà wifi chỗ nhà chị Huế mà yếu ấy thì tìm xem cái mạng 3G, 4G ở đấy là mạng nào khỏe thì mình đăng ký. Ví dụ như Viettel hay là Mobile ở đấy mà 3G khỏe thì mình đăng ký cái 3G. Bởi vì là cái chất lượng đường truyền nó mình còn làm việc còn rất là nhiều đúng không? Làm online rất nhiều. Rồi chúng ta sẽ
trao đổi tiếp. Chị Vũ Ánh Dương có hiện lên được không nào? Xin mời nhà tư vấn chuyên nghiệp Phạm Văn Thông chia sẻ lại bài học thông lông để cái cam nhìn cho nó đẹp. Rồi. Chia sẻ lại bài học từ cái buổi đào tạo của thủ lĩnh An Nam Nguyễn. Bật mic em, Thông. Ok, cái bài học của An Nam Nguyễn thì cái hôm thứ tư thì em không có, lúc đó em đang đi đường, nhưng mà về thì em học lại qua ngày hôm sau, qua cái anh Huy post lên trên nhóm. Thì với tinh thần của bạn An Nam Nguyễn là một trong những người rất là xuất sắc, và đặc biệt là mình cảm thấy là rất là hổ thẹn, bởi vì bạn ấy là một người đi sau trong lĩnh vực network, nhưng mà bạn ấy trở thành một người mà cực kỳ là kinh doanh rất là nỗi lạc. Đến thời điểm bây giờ nói như anh Cường thì bạn ấy là người rất là xuất sắc, bởi vì cái đầu tiên mình mọi người học được của bạn ấy, đó là cái tính logic, và đặc biệt là năng lượng của bạn ấy quá cao, năng lượng quá cao, và cái kiến thức của bạn ấy rất là chuẩn. Nó tạo nên một cái đột phá, và thông qua cái bài học của bạn ấy thì thấy được là cái xương sống của ngành nghề, đó là tức là phải đưa tối đa cái lượng người của mình lên, đến với Jig Game, lên với hội thảo, lên với tất cả những cái sự kiện lớn nhỏ của công ty, thì mình lúc đó sẽ làm việc nó rất là nhàn, bởi vì đến hội thảo giống như bài học của chị Việt Phương hôm qua, nó tức là cái động lực từ bên trong và cái động lực từ bên ngoài nó được hình thành, nó được hun đúc nên một cách rõ rệt nhất. Đó. Và khi mà học được của bạn Anna như vậy thì em thấy là mình phải thay đổi ngay, thì không, nếu không thay đổi thì mình sẽ bị tụt hậu ngay lập tức, bởi vì cái mô thức của mình á, làm việc như ngày xưa á, là mình cần gần gũi với hệ thống mà mình làm việc của tư vấn viên mất, và mình không định hướng được cho họ ngay từ ban đầu họ phải làm như thế nào để mà mình làm một cách nó đi nhanh nhất. Đó. Thì thời gian vừa qua thì cái đội mà không ấn tượng đó là đội của bạn Anna và đội của bạn Hồng Ánh, bởi vì mỗi một người bắt đầu vào là họ giao cho một cái trọng trách của họ ngay từ, họ hiểu ngay được cái trọng trách, cho nên tất cả những cái tư vấn viên của đội của mình á, thì sau này á, chúng ta vào là chúng ta phải chuyển giao ngay cái trọng trách của họ, cái họ phải làm những cái gì để họ xứng đáng là một con tàu vàng. Và có thể là nếu như mà ngày hôm nay chúng ta không làm được như vậy á, mà chúng ta cứ đi theo những người mà giống như là du ngủ cả hệ thống á, thì chúng ta đi rất chậm. Bên cạnh đó thì còn rất là nhiều những người khát khao thành công, những người mà muốn đi cực kỳ nhanh, muốn thành công, nhưng mà chúng ta mất cái thời gian vào những cái việc mà nó không đáng thì chúng ta sẽ không phát triển được, không thành tốc được. Đó là cái bài học mà thông học được của bạn Anna. Rồi, em nói kỹ hơn về cái xương sống, những cái sự kiện như thế nào. Trong cái xương sống đấy thì nó có các đốt sống, và các đốt sống đấy nó gồm những cái gì? Thứ nhất á, là cái đốt sống của mình á, theo em hiểu á, thì thứ nhất á, là mình phải tự chủ cho mọi cái vấn đề, cái công việc của mình, cái kế hoạch, cái lập trường của mình phải đầy đủ. Và cái mà cái kế hoạch, cái đầu tiên đó là thứ nhất là phải tuân thủ theo hệ thống, và đặc biệt sao chép một cách triệt để cái người mà lãnh đạo của mình. Ví dụ như bạn Anna thì bạn ấy có một cái cuốn sổ, anh Cường nói cái gì thì bạn ấy ghi hết vào. À, cái thứ nhất là bạn ấy ghi như vậy, và bạn ấy kể một câu chuyện rất thật từ cái bài học đó cho đội ngũ của mình. Đấy là cái đầu tiên. Cái thứ hai là cái trọng tâm, trọng điểm, đó là muốn thành công thì phải đặt cái mông ở sự kiện. Đó. Thế thì các buổi đầu tiên là những cái buổi OBV của đội nhóm,
Sau đó thì đến những cái chương trình buổi học, ví dụ như bạn Anna thì bạn ấy nói là cái buổi sáng thứ tư và cái sáng thứ bảy là bạn ấy để trống luôn, chiều thứ hai bạn ấy để trống luôn, bởi vì cái giờ đó là cái giờ mà bạn ấy học. Thế thì bạn ấy tuân thủ 100% cái lớp học của hệ thống. Đầu tiên là lớp học ở trên Zoom. À, cái thứ hai là tất cả những cái zip game thì bạn ấy tối đa hóa đưa được những người mà đến với này zip game. À, và những cái chương trình mà đào tạo, nhà đào tạo thì phải tối đa hóa những người tư vấn viên trưởng, những người đạt chuẩn đến với này zip game. Rồi những cái sự kiện của công ty thì đấy là những cái từng đốt một như vậy, và bạn ấy truyền tải đến một cái thông điệp tất cả là đừng bao giờ đi một mình. Thế thì nếu như mà ngày hôm nay thì không thật sự mang cường với bạn ấy toàn thể anh chị em là thông hiểu rất rõ là nếu như mà chúng ta đi học một mình á thì chúng ta nâng cao cái kiến thức thôi, nhưng mà chúng ta dẫn thêm một người đi học thì chúng ta đi làm, nhưng mà dẫn theo một đoàn đội đi học thì chúng ta đi kinh doanh. Nhưng mà mình hiểu, mình nói được như vậy, nhưng mà cái lúc mà mình không mạnh mẽ được hệ thống bạn là lý do này lý do kia, thế cuối cùng á, những cái dích kem á, thì vẫn không tối đa hóa được những người. Cho nên là bây giờ là cũng phải thay đổi, đó là cam kết từng người một, muốn thành công thì ngay lập tức, giống như bài học của bạn của ngày hôm qua thì Thông đi hỗ trợ cho hệ thống, thì Thông đều cụ thể hóa cái bài là anh chị vào đây muốn gì. Thế thì Thông định hướng cho họ rõ ràng cái muốn là đầu tiên, cái nấc thang quan trọng, tối quan trọng đầu tiên là phải đạt tư vấn viên trưởng. Và mình tư vấn viên trưởng thì thu nhập 10 triệu, nhưng 10 triệu đó là của gì? Của hệ thống mang lại. Và cái mức này giống như là máy bay bắt đầu cất cánh và vươn tới cái tầm tiếp theo, đó là vị trí K8 nhà tư vấn viên chuyên nghiệp, thu nhập khoảng 40 triệu trở lên. Và đặc biệt Thông có niềm tin tuyệt đối đó là tháng 7 thì phải lên thủ lĩnh, và cứ đi gặp ai, bây giờ gặp ai thì Thông cũng vẽ cái điều đó, muốn cái điều gì mình muốn, và mình định hướng cho họ cũng muốn như mình. Thì hôm qua thì một số bạn bảo là cái này cảm ơn anh đã giúp cho em hiểu được mình cần phải tập trung ở đâu để mà có được cái thành quả. Đó là cái mà Thông học được qua của bạn Anna, và đặc biệt là của anh Cường trong cái thời gian năm tới, thời gian vừa rồi. Cảm ơn anh Cường, cảm ơn những người thầy rất là tuyệt vời của hệ thống SAP. Ok, cái Huy khắc họa lại các cảm ơn Phạm Văn Thông. Nhà tư vấn Nguyễn chuyên nghiệp Nguyễn Huy khắc họa lại từng cái đốt sống ấy. Đấy, để cho mọi người, tức là cái lịch nào mà trong cái kế hoạch làm việc của mình là phải bỏ trống ra. Đấy là những đốt sống, đúng không nào? Xin mời quý vị. Ok, chào Lý Vàng, chào tất cả các anh chị em. Rất vui thứ sáu chúng ta lại được gặp nhau, và vì cũng khắc họa được một chút cái bài học mà đến từ của Linh Anna Nguyễn, một bài học rất là sâu sắc và tuyệt vời. Tiền trong cái thời gian tiền sự kiện, đúng không? Tiền sự kiện hậu Covid và tiền sự kiện của chúng ta. Chúng ta có hai cái sự kiện lớn, một là trại lãnh đạo, hai là Rich Camp Ba Miền. Và khắc họa lại thì cái đúc kết này, sự kiện là một nơi mà để chúng ta chuyển hóa, đúng không? Sự kiện là một nơi mà để chúng ta chuyển hóa, thấy được sứ mệnh, tầm nhìn và các cơ hội. Đó là cái sự kiện. Và cái thứ hai là động cơ thúc đẩy. Bài học hôm trước chúng ta mới được học là gì ạ? Là động lực và cảm hứng mà Thủ Đĩnh Cường vừa code của thứ sáu tuần trước, thì nó cũng liên quan. Động cơ là động cơ thúc đẩy đủ lớn để chúng ta ra được cái quyết định cho cuộc sống của mình. Sự kiện là xương sống của ngành kinh doanh thương mại. Đó, cái xương sống thì lát mình phân tích thêm một tí nữa. Nếu chúng ta có mặt và đưa tối đa tư vấn viên có mặt ở một sự kiện, thì cái bối cảnh đó, cái năng lượng cao đó sẽ tạo ra cho các cái quyết định lớn, và chúng ta sẽ thành công. Đúng không? Chúng ta sẽ ra được cái quyết định lớn cho riêng của chúng ta, và tư vấn viên của chúng ta cũng ra được những cái quyết định lớn của tư vấn viên. Đấy. Và cái quyết định là quyết định ngay, tạo ra sự đã rồi. Ví dụ như vậy, ví dụ như chúng ta tạo ra một cái
hiệu ứng để cho tư vấn viên mà có mặt ở sự kiện á, thì Anna cũng đã có những cái kỹ năng rất là tuyệt vời, đó là gì ạ? Phải ra quyết định ngay và tạo ra những cái việc đã rồi, để làm sao đó có những cái kỹ năng tạo ra việc đã rồi để tư vấn viên phải có mặt ở sự kiện. Đầu tiên thì họ còn nghi ngờ, còn không muốn, còn chán nản hoặc là sợ cái gì đó, nhưng khi đã tạo những cái việc đã rồi, ví dụ như chuẩn bị vé máy bay này, ví dụ như chuẩn bị hành lý vân vân, đó là một trong những cái kỹ năng tạo việc đã rồi để cho tư vấn viên có mặt ở sự kiện, đúng không? Về tâm lý thì là quảng bá và thúc đẩy, làm cho tư vấn viên đó có thực sự có mong muốn và có khát khao, hoặc là nếu không có mặt ở sự kiện thì cảm thấy rất là phí và rất là nhục, ví dụ như vậy. Thế thì cái xương sống của cái sự kiện, xương sống của hệ thống sự kiện của chúng ta, đúng không? Là bắt đầu từ sự kiện của đội nhóm, đúng không? Bắt đầu nhỏ nhất từ sự kiện của đội nhóm. Sự kiện của đội nhóm không bao gồm là phải cái lớn, mà từ 21 trở lên, hoặc là các sự kiện của gì ạ? Của người đỡ đầu, của người hướng dẫn. Các sự kiện học Zoom, đúng không? Hàng tuần, thứ ba, thứ sáu, thứ ba, thứ tư, thứ sáu, chủ nhật. Đó. Và sự kiện OBB hàng tuần, sự kiện OBB của hàng tuần của đội nhóm, của hệ thống. Sau đó là đến các sự kiện là gì ạ? New Rich Camp, rồi sự kiện đào tạo, các cái đào tạo chương trình nâng cao như là bán hàng bùng nổ, rồi đào tạo nhà đào tạo, hoặc là có cái gì ạ? Tới đây là cái Leader Camp và các cái chương trình của công ty. Thì đấy là một trong những cái bối cảnh, một trong cái bối cảnh mà để cho tư vấn viên của chúng ta vừa học tập, vừa rèn luyện, không? Vừa học tập, vừa rèn luyện, vượt qua ngưỡng, trở thành thói quen và vượt qua những cái ngưỡng để ra được cái quyết định lớn để đi thành công. Và những cái quyết định lớn nhất xoay chuyển được cuộc đời của một tư vấn viên, của một nhà kinh doanh thương mại, của những thủ lĩnh hàng đầu, đó là những sự kiện lớn. Đó là ở tại những sự kiện lớn, và họ đã nhìn thấy được cái tầm nhìn đủ lớn, họ thấy được cái bối cảnh và có một cái năng lượng cực cao, thì họ ra sẽ quyết định ngay. Và khi quyết định ngay ở trong bối cảnh và môi trường đó, thì cuộc sống sẽ được thay đổi, và họ sẽ hành động một cách mạnh mẽ, một cách mãnh liệt, và cùng chúng ta thành công. Đó là một trong những cái mà phác họa sơ bộ của Huy liên quan đến hệ thống sự kiện và tâm thái của tư vấn viên. Thế đấy là thủ lĩnh ạ. Ok, cảm ơn nhà tư vấn chuyên nghiệp Nguyễn Quý Huy. Chúng ta nhìn vào cái xương sống của mình nhá. Đây là cái xương sống này, và cái cột sống này, và trong cái cột sống thì nó sẽ gồm có các cái đốt sống, đúng không? Gồm có các cái đốt sống. Đầu tiên là gì? Từ 11 này, 21 này, nhóm này, các cái sự kiện 11, 21 nhóm. Đấy, 11, 21 nhóm. Thế thì 11 là mình dùng để gì? Để chốt cuộc hẹn. 21 để chia sẻ cơ hội làm chủ cuộc sống. Với những người đã thạo rồi thì mình 11 có thể chia sẻ cơ hội làm chủ cuộc sống. Đó. Mình có thể chia sẻ cơ hội làm chủ cuộc sống nhóm. Thế rồi vào đấy cái OPP này, chia sẻ cơ hội làm chủ cuộc sống của cả hệ thống. 9 giờ sáng thứ tư, 9 giờ sáng thứ bảy. Ngoài ra thì có OPP của đội nhóm. Đấy. Mình có OP này, OP là OPP của đội nhóm. Tức là OPP đội nhóm đấy là mình có thể offline hoặc online. Ví dụ như đội Biên Hòa Đồng Nai là có cái buổi hội thảo riêng ông Huy. Đến ngày hôm nay vẫn chưa khởi động lại thôi anh ơi. Chưa khởi động lại. Hội thảo riêng, nghiên cứu triển khai cái hội thảo riêng online Huy nhá. Ok. Tức là thêm một cái buổi riêng online đấy. Để phát triển. Rồi sau OPP ấy, là mình phải chốt được. Tức là chốt lại thì lúc đấy mình lại 21 lại hay nhóm để mình chốt. Để mình chốt hợp đồng. Bởi vì người tự xong mà mình không chốt thì không giải quyết vấn đề gì cả. Đó. Chốt xong đưa vào hệ thống đào tạo. Đào tạo thì chúng ta nhớ là đào tạo của hệ thống là thứ tư chủ nhật. Thứ tư chủ nhật. Đào tạo của đội nhóm Cơn Lốc Ngược S69 là thứ ba, thứ sáu. Ba, thứ sáu. Và đương nhiên, mỗi một đội nhóm, đội Bắc Giang có một buổi riêng.
đội Biên Hòa Đồng Nai có một hay hai buổi riêng gì đấy thì Cường không nhớ, nhưng mà sao cả nhà chờ Cường chút. Thì đội Biên Hòa là đào tạo nhóm rồi vào ngày nào Huy nhỉ? Huy triển khai thứ bảy thủ lý bắt đầu thứ bảy 21 giờ hay 20 giờ Huy? 21 giờ 21 giờ thứ bảy. Đội chị Liến là đào tạo nhóm vào buổi nào? Đội chị đào tạo vào tối thứ bảy 21 giờ 21 giờ tối thứ bảy đấy. Thế thì mình đưa thêm cái lịch và của đội nhóm nữa vào đây đúng không? Lịch đào tạo 21 giờ 21 giờ 21 giờ rồi tiếp đến là những cái chương trình, đây là đào tạo nhỏ này, rồi đào tạo lớn như là RICCAM, đào tạo lớn, các cái chương trình đào tạo lớn ở đây chúng ta có RICCAM này, tháng sau mình cái lịch của mình ghi ngay xuống, ví dụ Biên Hòa Đồng Nai, ví dụ như là miền Nam là 18-19 đó. Ở miền Bắc là 11-12, ở Nghệ An là 18-7, 25-26. Tức là cái lịch này là mình phải ghi nó xuống để không bị quên đó. Những chương trình đào tạo lớn như RICCAM này, rồi chạy lãnh đạo này, chạy lãnh đạo chúng ta chuẩn bị diễn ra này. Đấy, chạy lãnh đạo này. Rồi lịch sau đó tháng 7, tháng 8 là chúng ta có đào tạo nhà đào tạo. Tháng 8 chúng ta có chương trình đào tạo nhà đào tạo dành cho K7. Đào tạo nhà đào tạo. Rồi. Đào tạo nhà đào tạo. Rồi tháng 9 nếu mà sự kiện quốc tế diễn ra tháng 9 thì chúng ta sẽ tham gia đại hội, còn không ấy, thì chúng ta sẽ có sự kiện bán hàng bùng nổ vào tháng 9, đều dành cho K7 trở lên hết. Sau đó thì chúng ta có đại hội kinh doanh, đúng không? Đại hội kinh doanh. Đấy. Và đầu ra là thủ lĩnh. Tức là nếu như chúng ta đi hết cái chu trình này, đầu tiên là chúng ta sử dụng cái hệ thống này, thì chúng ta sẽ từ một người bình thường trở thành một người phi thường. Và đây chính là S69. Đây chính là S69. Cả nhà hình dung chưa? Đấy, đây chính là S69. Đây chính là S69. Thế thì, và đây chính là cái cột sống. Đây chính là cái cột sống. Vậy thì để cái cột sống này, những cái lịch nào mình cần phải bỏ trống ra để mình không làm việc và mình bắt buộc phải có mặt, đúng không? Cả nhà để ý này. Những cái gì mang tính hệ thống, những cái sự kiện mang tính hệ thống thì nó chính là các đốt sống. Những sự kiện mang tính hệ thống là các đốt sống. Và mình là người dẫn đường, mình phải hiểu là mình có thể chưa hiểu, chưa ngộ, nhưng việc của mình là cần phải có mặt. Hiểu hay chưa hiểu, việc của mình là cần phải có mặt. Ví dụ OPP sáng thứ tư, sáng thứ bảy, chia sẻ cơ hội làm chủ cuộc sống sáng thứ tư, sáng thứ bảy. Bởi vì các bạn biết là nội dung thì nó lặp lại, nhưng mà mỗi một lần lặp lại là nó hằn vào não. Và mỗi một lần lặp lại nó hằn vào não là khi mà chia sẻ cơ hội làm chủ cuộc sống bạn không phải nghĩ nữa. Bởi vì nó được sao? Nó được lặp lại quá nhiều lần thì nó đi vào não bộ của mình. Đấy, cho nên đến khi mà bạn chia sẻ 1121 ấy, bạn cũng chia sẻ cơ hội làm chủ cuộc sống mà. Rồi nghe thứ tư, thứ bảy lại nghe tiếp, tức là nó được hằn vào não bộ của mình lặp đi lặp lại rất là nhiều. Và việc bạn không cần học thuộc nó cũng thuộc. Và không cần học thuộc thì nó cũng thuộc là Sibri. Đấy, làm công ty được ra đời từ năm 1996 vân vân. Đúng không? Đấy, có 4 cái mục tiêu này. Đấy, có 3 giá trị cốt lõi thực sự Sibri, thực sự sáng tạo được vì cộng đồng này. Ví dụ như vậy. Tức là nó lặp đi lặp lại quá nhiều và nó vào não bộ của mình. Cái này như thế nào? Rồi.
Và mỗi một cái buổi OPP này này là chúng ta sẽ được nghe những câu chuyện khác nhau. Và khi nghe các câu chuyện khác nhau thì mình sẽ được gì? Mình sẽ tăng cái niềm tin và mình được truyền cảm hứng. Đúng không? Mỗi một buổi OPP là những câu chuyện khác nhau. Những câu chuyện sử dụng sản phẩm khác nhau. Những câu chuyện thành công khác nhau. À. Và mình mới tăng niềm tin được. Sau OPP ấy, là mình phải biết học cái cách gì? Chốt. Từ khi mình có người mới vào, thì sau OPP mình phải hẹn gặp ngay để mình hỏi câu hỏi triệu đô và chốt. Mình có thể chốt 1-1-2-1 hay là chốt tập thể. Đúng không? Ví dụ bây giờ Cường đang tổ chức cái chốt tập thể cho các cái tư vấn viên cao cấp trở xuống sau OPP, sau cái chia sẻ cơ hội làm chủ cuộc sống. Chốt xong thì phải lấy chốt xong thì lập mục tiêu giống như bạn Thông làm ấy, và cho họ cái kế hoạch sự kiện, nói với họ cái điều này này. Tức là đầu tiên ấy, là mình làm dần, đầu tiên lựa chọn mục tiêu này, đúng không nào? Lựa chọn cái mục tiêu của bạn này. Thế sau đó là xem có cam kết không? Cam kết thứ nhất. Cam kết thứ nhất. Sử dụng sản phẩm đúng đủ đều. Đó. Sử dụng sản phẩm đúng đủ đều. Và khi mà mình đã vẽ cho họ cái bức tranh từ lúc bắt đầu cho đến K14 ấy, thì nói với họ là cái nấc thang tư vấn viên trưởng là quan trọng nhất. Máy bay bắt đầu cất cánh, 10 triệu một tháng. Hỏi xem có đấy có phải mục tiêu của họ không. Nếu họ khẳng định đấy là mục tiêu của họ thì có hai cái cam kết. Cam kết số 1, sử dụng sản phẩm đúng, đủ, đều. Sử dụng sản phẩm đúng, đủ, đều. Cam kết số 2 là hàng ngày kết nối với mình và tuân thủ hệ thống. Hàng ngày kết nối với mình và tuân thủ hệ thống. Tuân thủ hệ thống chính là cái việc mà gì? Chính là đi theo cái cột sống ấy, đúng không? Thế thì tuân thủ hệ thống là thế nào? Lúc đầu có thể họ chưa hiểu, nhưng khi họ đã cam kết rồi đấy. Thế sau đấy bắt đầu mình dần dần mình nói với họ thế nào là con tàu vàng, đúng không? Người sẵn sàng thay đổi, ham học hỏi, có khát khao thành công, có khát khao làm giàu bằng cách xây dựng hệ thống tạo ra thu nhập chủ động, ví dụ như vậy. Thế thì khi mà họ cam kết, họ sẵn sàng thay đổi thì bắt đầu dần dần mình sẽ đưa vẽ cho họ cái bức tranh này này đấy. Vẽ cho họ cái bức tranh này S69 này này. Cả nhà hình dung đây chính là cái vector mà hệ thống dẫn đường cho các bạn đi từ người ngày hôm nay trở thành cái người khổng lồ. Thì nó cần phải đầu tiên là sử dụng cái hệ thống này. À, sử dụng hệ thống này. Giống như Anna nói cái hình ảnh, nếu như cái thuyền mà đi ngược dòng thì sao? Ai nhớ không nào? Cái thuyền mà đi ngược dòng thì sao? Còn cái thuyền mà đi xuôi dòng thì thế nào? Có ai nhớ câu bạn ấy nói bật mic chia sẻ? Vận tốc thực sự của thuyền khi đi xuôi dòng thì bằng gì? Bằng vận tốc của cái thuyền đấy cộng với cộng với gì cả nhà? Thông nhớ không em? Bật mic. Đó là vận tốc của thuyền cộng với vận tốc của dòng nước chia ra vận tốc trung bình. Đúng rồi. Đúng rồi. Tức là một cái bài học vật lý rất đơn giản. Nếu mà mình đi xuôi dòng, đúng không? Lại mình lái một cái thuyền mà mình đi xuôi dòng thì cái tốc độ ấy, cái vận tốc ấy của cái thuyền đấy, vận tốc thực là phải vận tốc của cái thuyền đấy cộng với vận tốc của dòng chảy thì là ra được cái vận tốc thực
đúng không ạ nha? Thế thì ở đây cũng thế này, nếu như mình làm việc một một có nghĩa là mình chỉ có cái vận tốc của chính mình thôi, nhưng mình sử dụng cái dòng chảy này này thì tốc độ mình đi nhanh hơn rất nhiều. Đấy, cho nên là sẽ bằng cái gì, tốc độ của mình cộng với tốc độ của dòng chảy thì ra là tốc độ thực của mình, đúng không nào? À, ví dụ cái tốc độ lên tư vấn viên trưởng nếu mà cứ làm việc một mình thì còn lâu, nhưng mà sử dụng cái dòng chảy này này thì cái tốc độ lên tư vấn viên trưởng là bằng tốc độ làm việc của mình cộng với cả cái dòng chảy nó giúp mình lên. Các bạn hiểu chưa? À, thế cho nên ấy, mình đã xác định, mình xác định lựa chọn CV làm cái công cụ để thay đổi cuộc đời, hiểu hay chưa hiểu thì cứ đi theo dòng chảy này, hiểu hay chưa hiểu cứ đi theo dòng chảy này, rồi một ngày đẹp trời mới ngộ ra được, đúng không nào? Bởi vì bạn Anna bạn ấy quá thông minh cho nên là cứ nói ngay từ đầu tiên là bạn hiểu ngay. Cho nên các bạn thấy không, ngay cái Rickcam miền Nam 04 là bạn đã tối ưu hóa được 20 người đi sự kiện rồi, đúng không? Rồi bạn tối ưu hóa được 10, được 8 người ra Rickcam 14 ở Ninh Bình. À, Rickcam miền Nam 05 là bạn ấy tối ưu hóa được 40 người đi rồi. Mà Rickcam miền Nam 05 là lúc đấy bạn ấy vẫn danh hiệu tư vấn, nhà tư vấn chuyên nghiệp, đúng không? Nhưng sau khi mà bạn ấy tối ưu hóa đưa được 40 người đi thì bạn về và trở thành thủ lĩnh. Thông thấy không? Yeah. Bởi vì bạn ấy hiểu về cái điều này. Vận tốc của mình, vận tốc thực là bằng vận tốc cá nhân cộng với vận tốc của dòng chảy. Nếu mà mình, điều gì xảy ra nếu bây giờ mình đi ngược dòng? À, bây giờ một cái câu hỏi đặt ra. Điều gì xảy ra nếu như mình đi ngược dòng? Thế thì vận tốc của mình nó lại còn sao? Nó bị còn bị cái vận tốc dòng chảy nó đẩy ngược, có nghĩa là không tiến lên được. Những đây là lý do tại sao mà những người mà không vào học và không sử dụng hệ thống thì 100% là rời cuộc chơi và không mất thời gian với những người đấy. Tất nhiên giai đoạn đầu mình có thể thử thách. Khi họ cam kết rồi mình có thể thử thách, bởi vì cái giai đoạn đầu là cái giai đoạn chuyển đổi. Thế thì có thể có buổi này, có buổi kia họ vào, buổi khác thì họ lại lý do. Nhưng dần dần mình là cái người có trách nhiệm. Phải đôn đốc họ, đúng không? Quảng bá. Đấy, bây giờ bắt đầu chúng ta sẽ chia sẻ lại bài học Poster, Amateur và người chuyên nghiệp. Rồi. Cả nhà chia sẻ lại cái bài học. Cái người poster, amateur và người chuyên nghiệp nó như thế nào? Quyên có nhớ đoạn đấy không? À, dạ, em chỉ nhớ được nắm sơ sơ, em chỉ nắm cái nội dung chính là poster có nghĩa là mình làm việc một cách rất là nghiêm túc theo hướng dẫn của hệ thống và mình bám sát vào theo hệ thống. Còn amateur. Poster, rồi amateur sao? Amateur có nghĩa là mình làm việc một cách không logic, không có khoa học, có nghĩa mình làm việc một cách máy móc. Rồi. Còn chuyên nghiệp. Là một cách chuyên nghiệp có nghĩa là mình làm theo một cái hệ thống có logic. À. Theo một cái đội nhóm nhất định và chủ yếu là mình bám sát vào theo cái hệ thống. Ok, cảm ơn Quyên. Rồi. Đấy chính các bạn thấy không? À, một cái bài học là tức là khi mình chia sẻ một cái điều gì đấy với tư vấn viên hoặc là những cái buổi học quan trọng ấy là mình luôn luôn phải sao? Phải kiểm tra lại để xem là tư vấn viên của mình lĩnh hội được đến đâu, đúng không? À, lĩnh hội được đến đâu và chuyển hóa được đến đâu. Đấy, đấy là điều rất quan trọng. Chị Luyến nào? Poster, amateur và chuyên nghiệp khác nhau như thế nào? Đang nói về cái việc quảng bá đấy, sự kiện đấy. Chị Luyến hình như là phó hiệu trưởng phải lên đường rồi sao? À đây, chắc đang trên đường đi mà tắt cam. Phấn đấu tự do chị Luyến nhá.
À đấy, cô giáo phó hiệu trưởng vẫn ngồi đây. Ok, chưa phải đi làm đúng không? Bao giờ là được đi làm là ngon. Chị Liên bật mic. Xin chào thủ lĩnh, xin chào tất cả các anh chị em trên Zoom. Vâng. Vừa rồi thì thủ lĩnh và các anh chị em đã chia sẻ về cái sức mạnh của hệ thống và hệ thống sự kiện trong cái công việc network marketing của chúng ta. Thế thì thủ lĩnh có thể hỏi lại câu hỏi được không ạ? À, hôm trước bạn Anna bạn ấy có chia sẻ về quảng bá ấy, thì có 3 nhóm người, một cái nhóm gọi là poster, một cái nhóm amateur và một cái nhóm professional. À, cái đoạn đấy chị có hiểu không? Thì chị chỉ hiểu rằng là amateur tức là cái người mà lơ mơ, không hiểu rõ được. Poster là những người mà người ta không coi trọng, chưa để ý đến nhiều đến cái sự kiện. Còn poster là những người mà với sự hệ thống sự kiện thì họ đã lơ mơ. Nhưng với chị thì mình tâm đắc nhất đó là cái sự quảng bá cho tư vấn viên mình. Cái vai trò và cái sức mạnh của sự kiện nó đã làm thay đổi con người của mình như thế nào. Thì mình có thể lấy ngay cái ví dụ như chính bản thân mình để mình chia sẻ cho tư vấn viên của mình. Ví dụ như là khi mình đến thích kem thì mình đưa khoảng 4 người đến thích kem, thì về thì mình lên đến tư vấn viên 5 người thì mình lên đến tư vấn viên trưởng. Thế và khi sau khi mình đưa đến 8 người 10 người thì mình lên đến cao cấp. Thế và chắc chắn là khi cái số lượng mình đưa đến 15 đến 20 người thì mình sẽ lên đến nhà tư vấn chuyên nghiệp. Và mình đưa con số người cao hơn nữa, như bạn Alan Nguyễn ấy, bạn đưa đến 40 người đến sự kiện thì bạn sẽ trở thành thủ lĩnh. Thế vậy thì cái số lượng tư vấn viên mà mình đưa đến các sự kiện thì sau hậu sự kiện, hậu tích kem thì cái danh hiệu của mình sẽ lên, và khi danh hiệu lên thì là tiền lên. Thế cho nên là mình quảng bá cái đó, cái vai trò của sự kiện đó đối với tư vấn viên của mình, và gieo cho họ một cái sự mong muốn khao khát, phải thực sự khao khát để khi được đến đó. Ví dụ như là đến đó nó sẽ làm thay đổi cái cuộc đời của bạn, đến đó nó sẽ làm thay đổi cái nhận thức của bạn, cái tư duy của mẹ bạn. Và kể cả ngay như mình, mặc dù là trong truyền thống mình là một nhà quản lý, nhưng chính cái sự kiện đó nó đã dạy mình rất nhiều mà ngay trong thực tế cuộc sống, ngay trong công việc của mình cũng chưa có được. Đấy là những gì mà mình muốn truyền tải cái thông điệp đó, cái thông điệp lớn đó đối với đội ngũ tư vấn viên của mình. Vâng, rất tốt. Tức là chị đã hiểu được quy luật con số, đúng không? Cái việc danh hiệu của mình sẽ phát triển như thế nào, doanh nghiệp mình phát triển như thế nào thì nó tương đương với số người đi dự sự kiện. Đấy là một quy luật. Bạn chỉ cần nỗ lực tối đa hàng ngày nói về cái sự kiện đó, đúng không? Đấy, nếu mà bạn chưa bao giờ đi dự thì bạn phải mượn niềm tin. Hoặc là mình hỏi những cái người đã đi dự đi kem rồi, cái đấy nó có cái gì như nào để mình truyền niềm tin cho một người khác. Và bây giờ ví dụ Vic Camp 15 thì bây giờ để cụ thể hóa này, poster và amateur và người quảng bá chuyên nghiệp, cái Vic Camp 15 ấy, ở Hà Nội ấy, thì chị sẽ với một người poster thì người ta sẽ quảng bá thế nào, một người amateur thì người ta quảng bá thế nào, và một người chuyên nghiệp quảng bá như thế nào? Thủ lĩnh xin phép thủ lĩnh một chút, mình đang có điện của hiệu trưởng. Vâng, ok. Chị bảo hiệu trưởng bảo em đang họp đại hội đồng thủ lĩnh. Ok. Ai còn nhớ là sự khác nhau, bây giờ chúng ta lấy ví dụ như chúng ta quảng bá về Rickem thì cái người poster sẽ quảng bá thế nào, cái người amateur quảng bá thế nào, và cái người chuyên nghiệp sẽ quảng bá thế nào? Ai chia sẻ được thì bật mic. Tiền trên sân khấu cả nhà.
Tiền trên sân khấu. Hiền Mai nào. Em chào anh Cường, em chào các anh chị trên Zoom. Hôm qua em không dự được cái lớp của chị Anna Nguyễn nên là em không cập nhật được thông tin. Nhưng theo em, theo ý kiến cá nhân của em từ lúc nghe bật mic. Em nói đi. Em có nói rằng tùy vào cái mức độ của mình ảnh hưởng đến đội nhóm cũng như cái uy tín cá nhân cũng cái thương hiệu cá nhân của mình ý, để mà mình quảng bá về cái Zicam cho nó tốt. Ví dụ như là mình là một người chuyên nghiệp thì mình phải nói sâu rằng đấy là tôi là như thế này, tôi đến tham dự những sự kiện lớn với vai trò như là thế này, tại sao tôi lại được như thế, quá trình của tôi là đi từ mốc nào đến mốc nào đấy, ví dụ như thế. Còn đối với những người mà bán chuyên nghiệp chẳng hạn thì mình sẽ nói một cách là nó lưng chừng thôi, mình nói một cách giữa chừng thôi, mình nói một cách là nó không thể nào là nói đấy là tôi, mình không nhấn mạnh được rằng tôi đã thành công, tôi đã như này, mà bảo là tôi đã học hỏi được những người thành công như này, anh Cường này, như chị Phương hay anh Minh chẳng hạn, và tôi đã làm được những cái gì, đội nhóm của tôi đã phát triển như thế nào đấy. Còn đối với những người mà mới bắt đầu vào như chúng em thì chúng em phải đi mượn niềm tin từ người khác, chúng em phải nói rằng là vì có những người dẫn đường như vậy, họ tham gia rồi và họ đã hoạt động như thế rồi nên tôi tin tưởng và tôi đi theo, và tôi mong muốn được rằng có những người đi cùng tôi trên con đường đấy. Em với cái cách nghĩ cá nhân của em là như vậy. Tốt. Hiền Mai đã hiểu khá là tốt rồi đấy. Thế thì viết xuống vở này. Dạ. Viết xuống vở. Dành 1:34 nghe và chép lại chi tiết cái buổi đào tạo của thủ lĩnh Anna Nguyên. Dạ. Hãy dành 1:34 một cách nghiêm túc, tất cả anh chị em nghe và viết lại, bởi vì bạn ấy nói một tốc độ rất nhanh và việc của mình, bởi vì có nhiều Cường khẳng định các bạn là để chuyển hóa được nó ấy, để chuyển hóa được toàn bộ cái thứ đấy, nếu mà nghe một lần mà hiểu ngay hết ấy, thì phải thủ lĩnh trở lên, mà nhiều thủ lĩnh trở lên nghe cũng không hiểu được, có nhiều thứ cũng không chuyển hóa được. Thế cho nên là việc của mình phải viết xuống hết tất cả chi tiết 1:34 đó để chúng ta chuyển hóa dần dần, đúng không nào? Để chúng ta chuyển hóa dần dần. Thông nào, cách quảng bá poster amateur và professional khác nhau như thế nào? Được rồi Thông, nói đi anh. Thì cái người mà thật sự là qua cái những cái ngày gần đây á, thời gian gần đây em thấm rất là nhiều, đó là cái sự làm việc thông minh hay cái vấn đề làm việc hùng hục, đó nó khác nhau rất là rõ, và cái quan điểm rất là rõ ràng khi mà mình tư vấn. Mặc dù ở đây mình khi mà mình ký đặt bút ký hợp đồng với công ty thì mình đã là người tư vấn rồi, nhưng tại sao mình lại không phải làm tròn cái vai trò của người tư vấn mà mình lại đi cướp việc của những cái tư vấn dưới của mình á? Thế thì xác định cái câu hỏi đầu tiên, cái mục đây có phải là mục tiêu của họ hay không á? Để tránh lạc đề này. Bây giờ là quảng bá cái Rickem miền Nam 06 rồi. Vào ngày 18 và 19 tháng 7 thì một người poster sẽ quảng bá như thế nào, một người amateur sẽ quảng bá thế nào và một người chuyên nghiệp sẽ quảng bá như thế nào? Với em thì hôm qua là em đã quảng bá cho bạn bạn Đức Trí á, tức là khi xác định được cái mục tiêu của em trong CBD thì phải vận hành, tham gia vận hành vào cái hệ thống một cách triệt để. Thế thì muốn vận hành được triệt để thì em phải tận dụng tối đa cái gì ạ? Em phải tận dụng tối đa cái công cụ. Ví dụ như là bắt đầu từ ngày hôm nay thì em, từ cái tháng này thì em đã trở thành tư vấn viên của CBD rồi.
thì em phải tận dụng tối đa. Thứ nhất là cái kế hoạch 200 điểm. 200 điểm để làm gì? Sau 6 tháng thì em sẽ có được cái phần thưởng. Và đặc biệt là nếu muốn thành công thì em phải đặt mông vào sự kiện bằng cái gì, kiểu gì trong tháng này thì doanh số cá nhân của em, và phải hoàn thành sớm, thật sớm để tham dự cái chương trình Dick Game 6 của miền Nam. À, khi em thật sự hoàn thành sớm thì em mới định hướng được cho những người bạn của em ngày hôm nay đang nói chuyện, để em đi để người bạn ấy hiểu tại sao em phải nỗ lực như vậy. Bởi vì ngày hôm nay muốn thành công thì em phải vận hành cái hệ thống, tham gia vận hành hệ thống, cụ thể hóa hơn từng cái công việc của em. Ví dụ như này, em có thể làm lúc mới thì em có thể vào em xin làm trật tự này, rồi em sẽ làm cao hơn nữa thì em có thể là làm MC này, và cao hơn nữa là nhanh chóng thành lãnh đạo để em có thể chia sẻ. Thế thì cái vai trò của những cái chương trình đó thì nó quyết định nên cái sự thành công và nó tạo nên cái năng lượng cho bản thân em. Cho nên là bây giờ em xác định là em đưa ra cái quyết định là trong ngày mai hay là chậm nhất là bao nhiêu cho anh biết được em hoàn thành cái chỉ tiêu 500 điểm đấy để em có mặt tại sự kiện. À, thế thì và sau cái buổi này thì em cũng cốt lại cho tất cả các anh chị em trong hệ thống của mình, mỗi một người hoàn thành sớm cái chỉ tiêu của mình, đó là 500 điểm để tham dự cái sự kiện đó. Rồi, tức là em nhớ được cái tiêu chuẩn rồi, đúng không? Em nhấn mạnh được cái ý nghĩa của cái việc, lý do tại sao, tức là đã hiểu được cái việc là rất quan trọng, là phải có mặt tại cái Dick Game đấy, đúng không? Thế bây giờ ấy, là mình luyện cái cách mà quảng bá. Điều đầu tiên trước khi luyện thì mình phải nhận thức được sự khác nhau của một cái người quảng bá, cũng là cái Dick Game xóm này này. Những cái người mà gọi là chỉ đăng lên ấy, gọi là poster, là cái người chỉ đăng lên. Còn cái người mà kiểu nghiệp dư, đúng không? Và cái người chuyên nghiệp, là ba cách quảng bá khác nhau của cái người chỉ đăng thông tin, của cái người nghiệp dư và của cái người quảng bá chuyên nghiệp đến cái Dick Game này, sự khác nhau là gì? Đấy, câu hỏi chính xác là như thế. Rồi. Trả lời cho. Rồi, xin mời chị Huệ. Thì hôm đó thì chị được hiểu là ví dụ cái người mà author thì chị đăng lên cho có vậy thôi, chứ còn không có kêu gọi đồng đội của mình. Đúng rồi. Và thứ hai nữa là amateur là giống kiểu như là nghiệp dư. Thì chị nhớ là cũng đăng lên nhưng mà cũng đăng lên nhắn tin. Cái này sao chị không nhớ lắm. Nhưng đúng mà đấy. Còn cái nghề chuyên là amateur là giống kiểu như là phải đăng lên rồi nhưng mà phải nhắc nhở. Ví dụ nhắc nhở còn bao nhiêu ngày, một tuần, ví dụ một tháng nhắc, một tuần nhắc mấy lần, rồi còn bao nhiêu giờ, có nghĩa là phải nhắc liên tục cho cái đội nhóm của mình. Đấy là người chuyên nghiệp. Đấy là professional. Và đấy, ok. Cả nhà nhớ này, cái người mà poster, tức là cái người đăng tin, có nghĩa là mình có thể đăng trên Zalo hay đăng trên nhóm hay đăng ở đâu đấy. Một cái tin là 18-19 này có cái sự kiện Dick Game miền Nam 06 hoặc là ở Hà Nội thì đăng là 11-12 tháng 7 có một cái sự kiện, đó là hội trại lột xác để trở nên giàu có, Dick Game chấm hết. Cái người đấy được gọi là cái người poster, tức là chỉ đăng lên. Cái người thứ hai là người nghiệp dư, có nghĩa là khi mà nhận được cái thông tin về cái sự kiện này thì soạn một cái tin, hoặc là không soạn thì chuyển một cái tin là xong. Tức là nay mai Cường sẽ làm một cái tin, một cái quảng bá về cái Dick Game đấy. Và nếu cái người nghiệp dư là có cái thông tin đấy, chỉ chuyển cái là xong. Tức là thế gọi là xong nhiệm vụ. Cả nhà anh ạ. Nhưng người chuyên nghiệp thì sẽ quảng bá như thế nào? Đấy, thì một phần giống như chị Huế vừa nói đấy. Đúng không? Thường xuyên nói còn bao nhiêu ngày. Đúng không? Rồi bây giờ Cường nhắc lại này, xem cả nhà, Cường hỏi lại một lần nữa để xem cả nhà đã hiểu về cái người chỉ đăng tin lên,
cái người chỉ truyền tin là nghiệp dư và cái người chuyên nghiệp. Một chút chúng ta sẽ trao đổi về cái việc cái nhà quảng bá chuyên nghiệp là như thế nào. Nguyễn Quý Huy chia sẻ nào. Yes. Liên quan đến cái ba cái loại người mà trong kinh doanh trên mạng này ạ, thì đang dẫn dắt thì như thủ lĩnh và các anh chị cũng đã chia sẻ rồi đúng không? Thứ nhất là Potter chỉ có đăng tin, người thứ hai là bán chuyên nghiệp hoặc là gọi là amateur đấy, nghiệp dư đúng không? Và thứ ba là chuyên nghiệp. Thế thì cái người chuyên nghiệp á, cái amateur và cái nghiệp dư, cái Potter á, lúc nãy các anh chị cũng đã chia sẻ rồi. Còn cái người quảng bá chuyên nghiệp á, thì họ bao gồm cả hai cái kia, có nghĩa là đăng tin này đúng không ạ? Làm động cơ thúc đẩy này và phải cho phải thúc đẩy, tạo cái động cơ thúc đẩy, phải nói cho tư vấn viên biết được rằng là đến sự kiện đó họ được gì, đúng không? Phải cho họ biết một cái bức tranh toàn cảnh, không? Bức tranh toàn cảnh thì ở cái sự kiện đó họ sẽ ra những cái quyết định lớn và chắc chắn họ sẽ thay đổi, và từ cái nguồn năng lượng tích cực tuyệt vời đó sẽ giúp bạn xác định được trở nên lột xác để trở nên giàu có, ví dụ như là quảng bá cái tích kem chẳng hạn. Và chỉ cần ông dành ra 2 ngày 1 đêm thôi thì cuộc đời của bạn chắc chắn sẽ thay đổi. Và muốn thay đổi thì bạn phải có mặt ở đó, ví dụ như vậy. Và những cái vấn đề này thì lặp đi lặp lại bằng những ngôn từ, đúng không? Bằng những ngôn từ, bằng những cái gì ạ, body language của mình, có nghĩa là mình có thể gọi điện này, có thể là tiếp xúc trực tiếp với tư vấn viên này, để làm sao để cho họ thấy cái nguồn năng lượng và họ phải mong muốn đến cái sự kiện đó. Và lặp đi lặp lại thường xuyên và liên tục cho đến trước sự kiện, lặp đi lặp lại và thường xuyên và liên tục cho đến trước sự kiện, và đưa ra những câu hỏi triệu đô, đúng không? Nếu mà tư vấn viên đó, ví dụ mấy tư vấn viên đấy mà chưa có mong muốn khát khao thực sự, đưa ra những cái câu hỏi triệu đô, đúng không? Ví dụ bỏ ra 2 ngày đấy, thì cái công việc và cuộc đời của bạn, nếu mà bỏ ra 2 ngày cho cái công việc mà bạn đang làm ấy, thì có ảnh hưởng gì lớn đến cuộc đời hay không? Và nếu mà bạn dành ra 2 ngày để giữ cái kem thì cuộc đời của bạn sẽ thay đổi như thế nào, vân vân. Có một những cái câu hỏi triệu đô như vậy, thì trước khi sự kiện diễn ra thì mình có những cái cách quảng bá mạnh mẽ và lặp đi lặp lại thường xuyên và liên tục như vậy. Đương nhiên vẫn phải áp dụng cả cái phương pháp là Potter, có nghĩa là vẫn phải đăng tin lại, lặp đi lặp lại, thì người quảng bá chuyên nghiệp là biết khơi dậy cái lòng mong muốn, đúng không, của người khác, biết khơi dậy cái lòng mong muốn của tư vấn viên của mình để tại sao, và cho họ biết tại sao họ có mặt tại sự kiện đó. Xin hết ạ. Rồi, tức là được một phần là lợi ích tại sao họ cần phải có mặt tại sự kiện đó, đúng không nào? Và sau khi nói tại sao, giống như bạn Huy nói ấy, thì cái điều gì cần phải quảng bá một cái nhà chuyên nghiệp của họ, cái gì đó, đấy là điều quan trọng. Cái câu chuyện mà mình đã từng tham dự cái sự kiện đó, cái câu chuyện mình đã từng tham dự cái sự kiện đó, mình đến đấy mình đã nhìn thấy cái bức tranh gì, đúng không? Đấy, có những cái mục mà bạn Anna bạn biết rất là rõ đấy, chúng ta phải đọc xem thật kỹ. Ngay cái bài đầu tiên, nó hệ thống sự kiện, mình là người kể chuyện đấy, mình là người kể chuyện, thì mình bản thân ví dụ như bản thân Huy này, Huy sẽ kể những cái rick kem mà nó giúp cho Huy chuyển hóa. Tại sao lại một mình từ Biên Hòa Đồng Nai, đúng không, khoác ba lô lên đường bay ra Hà Nội tham dự cái sự kiện rick kem số 10? Có hai câu chuyện, ví dụ như vừa rồi thì Huy nói về cái nội dung, đúng không? Thứ đó. Hai là về cái cảm xúc, đúng không? Cái cảm xúc nhận ngay ở trong những cái sự kiện đó đấy. Và khi mình có mặt ở đó thì chứng kiến được những cái câu chuyện, những cái bối cảnh, những cái bức tranh nó thực sự là như vậy. Ví dụ như Huy có hai cái sự kiện lớn, mà đầu tiên á, sau khi ký hợp đồng được 2 tuần á, thì có một cái sự kiện là 23 tháng 9, đúng không? Mà cái sự kiện đó là thủ lĩnh Cường nhận Mercedes. Rồi. Thì đó cũng là một trong những cái truyền cảm hứng rất là lớn trong mỗi lần mà đi sử dụng hoặc là kể chuyện cho các tư vấn viên. Có nghĩa là gì? Khi đó thì mình đang làm một cái visa đi Hàn Quốc. Và thủ lĩnh mới nói là hãy thay đổi, đúng không? Đi Hàn Quốc thì còn nhiều lần đi, nhưng mà nếu lỡ cái sự kiện này á thì rất là tiếc. Thế thì Huy hãy ở lại và giữ cái sự kiện này. Và lúc đó thì Huy đã quyết định bảo bạn Huyền bảo Huy vé để mình ở lại giữ cái sự kiện này. Và chính cái sự kiện này á thì cho mình một cái bức tranh toàn cảnh,
bức tranh toàn cảnh. Cái thứ nhất là về nguồn năng lượng, thứ hai là kiến thức. Và cái đặc biệt đó là khi mà thủ lĩnh Cường mà lên nhận cái xe á, có những cái câu chuyện kể về gia đình này, có những cái câu chuyện kể về mẹ này, thì lúc đó mình giống như là mình đang ở trong đó. Thế là mình mới nói với mọi người mà thủ lĩnh Cường hôm đấy rất là vui, rất là năng lượng, nhưng mình chỉ khóc. Bởi vì mình thấy mình đang ở trong đó. Mình thấy cái hình ảnh của thủ lĩnh là mình ở trong đó, à, trong tương lai. Đó, đó là cái thứ nhất. Và cái thứ hai là khi mà Huy quyết định đi ra Hà Nội á, là dự cái dịch game số 10. Đó. Đúng rồi. Thì đó cũng là một trong những cái mà nó xoay chuyển được toàn bộ những cái tâm lý này, xoay chuyển được toàn bộ những cái trạng thái này, cái cảm xúc này, đặc biệt là gọi là cái tiềm thức cũ của mình. Đó. Và cái gì đấy không ạ? Khi mà ra Hà Nội á, thì mình mới thuê một cái khách sạn ở của mình thôi. Ngày đó chưa có đồng đội, và rủ các cái đội nhóm khác, ví dụ như đội Cà Mau các thứ, họ đều có đồng đội. Và mình có một mình ở một khách sạn và đi bộ khoảng 1 km thì đến cái sự kiện, và rất là buồn. Mong muốn để có người ở cùng mình. Đó. Thế thì ra một cái quyết định lớn hơn đó là gì? Lần sau bất cứ sự kiện nào khác mình sẽ đi với đồng đội của mình. Nhiều ít không quan trọng, nhưng ít nhất là mình có đồng đội của mình. Và khi mà ra đến sự kiện thì số 10 á, dưới kem số 10 thì cái bức tranh lớn nhất đập vào mắt mình đó là cái hình ảnh của thủ lĩnh quốc gia Phan Thị Hiếu. Đấy, từ những cái câu chuyện truyền cảm hứng, từ những cái câu chuyện cực kỳ khó khăn của bạn ấy, đúng không? Từ khi mà làm thì làm một bác sĩ phải vượt qua hàng rào cản rất là lớn, cho đến khi chồng cấm và chồng đã giấu đi mọi thứ, từ những cái gì mà có liên quan để làm được Siberia là bạn ấy không có. Và bạn đã vượt qua được những cái giá trị như vậy. Và thậm chí có những hôm mà gì ạ, bạn ấy chia sẻ cho tư vấn viên, chia sẻ cho ứng viên là bạn phải vào trong toilet bạn đóng cửa. Và sau 2 năm thì bạn đã thành công. Mặc dù trong giai đoạn đó những cái người bên dưới của bạn ấy thành công rất là lớn, rất là nhanh, đi trước bạn ấy, nhận xe trước bạn rất là nhanh. Nhưng với sự kiên trì, với sự vượt khó, với sự vượt ngưỡng của bạn ấy, và sau 2 năm thì đã trở thành thủ lĩnh quốc gia, hầu như là nhanh nhất, đúng không? Thành thủ lĩnh quốc gia nhanh nhất về trong S9. Và còn nhiều cái câu chuyện khác nữa thì Huy cũng đang áp dụng kể theo cái mô thức là như vậy. Đó là về cảm xúc và cái nhìn nhận cái bức tranh toàn cảnh. Đấy, cái điều rất là quan trọng là mình đến đấy và mình nhớ những câu, nhớ những cái chi tiết, đúng không? Nhớ những cái chi tiết và nhớ những cái, đầu tiên là nhớ cái bức tranh chung mình đến đấy, thấy một cái hình ảnh toàn cảnh như thế nào. Rồi bắt đầu cái chi tiết, những gì giống như Huy vừa chia sẻ đấy, là những chi tiết. Và mình đã ra được quyết định là cái điều quan trọng, đúng không Huy? Tức là đấy, giống như tại sự kiện 23 tháng 9 Huy ra được quyết định, tại Rickem 10 ra được quyết định là lần sau, bởi vì nó quá tuyệt vời, cho nên là không có lý do gì mình đi một mình, phải không nào? Thì trong cái quảng bá sự kiện là mình, điều đầu tiên cái lợi ích họ đến đấy, nhưng cái quan trọng là mình truyền cảm hứng cho họ cái câu chuyện mình đã có mặt tại sự kiện và mình đã thay đổi như thế nào. Và mình đã thay đổi như thế nào? Mình thay đổi bằng cái quyết định này, bằng thay đổi bản thân này. Còn ai mà đã có thay đổi về kết quả kinh doanh thì mình nói về thay đổi về kết quả kinh doanh. Mình bán cái kết quả của sự thay đổi mà. Bởi vì ta biết là tất cả những cái sự thay đổi nó sẽ truyền cảm hứng. Những cái thay đổi mà tích cực ấy, những cái thay đổi tốt lên ấy là nó truyền cảm hứng cho người khác. Nó truyền cảm hứng cho chính mình và truyền cảm hứng cho người khác. Tất cả những sự thay đổi mà tiến lên chính là thứ truyền cảm hứng cho mình và cho người khác. Là biết cái câu đấy nó rất đặc biệt quan trọng trong quảng bá. Là tất cả những cái gì nó mang tính thay đổi là nó truyền cảm hứng cho mình và truyền cảm hứng cho người khác. Thay đổi, phát triển. Thế thì bây giờ chúng ta để cái phân tích cái câu chuyện của bạn Huy là chúng ta thấy là những cái gì nó truyền cảm hứng cho mình. Điều đầu tiên là mình đến đấy, mình nhìn thấy người thật, việc thật, đúng không? Mình đã ra quyết định là dừng đi Hàn Quốc. Mình đến đấy, mình thấy một cái bức tranh toàn cảnh của Siberia Việt Nam.
mình đến đấy là thấy người hướng dẫn của mình nhận Mercedes-Benz thật, đúng không? Rồi cái câu chuyện rất thật khi mà Cường trên sân khấu, Cường kể về những cái lần mà đi Đà Nẵng, cắm 7 lần đi Đà Nẵng để hỗ trợ cái đội nhóm đấy, không có tiền, phải cắm cái xe máy, cứ mỗi một lần đi là cắm cái xe máy, cắm cái xe Honda World Việt Nam ấy, mỗi một lần đi là cắm cái xe máy. Tức là cái hồi đấy danh hiệu tư vấn viên trưởng rồi, tư vấn viên cao cấp thôi. Thì cứ cuối tháng thì mới có, tức là sang mùng 5, mùng 6 mới có tiền. Đấy, nhưng mà lại đi vào giữa tháng là lúc đấy hết tiền. Thì cơ phải nói bảo bà, với lại bà xã với mẹ là bởi vì mỗi lần vào đấy khoảng tuần thì có cái thằng em ấy, nó sinh viên thì nó chưa có xe, thì mỗi lần đi đấy cho nó mượn, nhưng có phải cho nó mượn đâu, mà mang ra cái hiệu cầm đồ để cắm, để có tiền để đi vào Đà Nẵng, để hỗ trợ cho cái đội nhóm ở trong đấy. 7 lần cắm cái xe đấy. Rồi cái hình ảnh Cường kể về mẹ, giống như bạn Huy rất là xúc động, Huy nhìn thấy cái hình ảnh đấy, đúng không? Thì cái sự chuyển đổi của mình này, cái sự thay đổi là mình đã ra quyết định là đây là một cái sự lựa chọn cuộc đời, đúng không? Mình đã ra quyết định. Đấy là cái sự thay đổi. Và những cái thứ đó là chính là những cái niềm tin để nó truyền cho người khác. Rồi sau đó, quyết định lớn hơn nữa là một mình khoác ba lô ra Hà Nội tham dự Rickem 10. Và tại sự kiện đấy nhìn thấy bao nhiêu con người, gặp những con người rất bình thường, họ đã thành công. Và ấn tượng nhất với câu chuyện của thủ lĩnh quốc gia Phan Thị Hiếu. Những chi tiết nào mà mình xúc động chính là những thứ mình truyền cảm hứng cho người khác, phải không nào? Đấy là với những anh chị em. Và sau đó mình về mình làm và đã có kết quả kinh doanh như thế nào, bán kết quả, quý vị hình dung chưa? Bắt đầu có đội nhóm, biên hòa như thế nào, bán được cái kết quả đấy cho người khác. Và ngày hôm nay đã có một cái đội với tinh thần là đội vô địch, champion, champion team, một đội vô địch. Đội vô địch này đã có những nhà vô địch đang chiến đấu ở trong cái đội này. Đấy, giống như vợ chồng Quyên Thinh, giống như chị Huế, giống như Phạm Văn Thông, giống như Nguyễn Thị Mến, vân vân, đúng không? Để bán được cái kết quả của đội. Ví dụ như vậy. Thì đấy gọi là cái cách mà chúng ta quảng bá. Và sự kiện là chúng ta giống như dội bom, lặp đi lặp lại hàng ngày. Mà tư vấn viên của mình mở mắt ra phải biết là cái mục tiêu đến Rickem đạt đến đâu rồi. Mục tiêu đi đến Rickem đạt đến đâu rồi. Nó có 500 điểm thôi mà miền Nam dễ không? Có nhiều chiến lược khác nhau để đạt 500 điểm. Đúng không? Một mình doanh số cá nhân 500 điểm cũng là 500 điểm. Mình 100 điểm, mình có 4 người, mỗi người 100 điểm cũng là 500 điểm. Mình 200 điểm, mình có 2 người, một người 200, một người 100 cũng là 500 điểm. Ví dụ như vậy. Thì mình phải biết được các chiến lược khác nhau để hoàn thành 500 điểm và hướng dẫn cho tư vấn viên của mình. Anh như thế nào? Và hàng ngày phải nói với họ về cái việc đấy. Thế còn ở miền Bắc, 1.000 điểm, có rất nhiều chiến lược. Mình 500 điểm, một người 500 điểm có 1.000 điểm. Mình 200, 4 người 200 có 1.000 điểm. Đúng không? Tức là phải vẽ ra tất cả các cái chiến lược đấy, những cái hình vòng tròn đấy. Có những cách nào để hoàn thành. Và xem cho tư vấn viên của mình ấy, cái họ đang ở điểm mạnh gì thì mình giúp họ đạt được cái điểm mạnh đấy. Ví dụ cái người bán hàng giỏi thì mình cứ cho họ 500 điểm bán hàng đi, để họ có mặt đã. Đó là cái người tuyển dụng giỏi thì họ 100 hay 200 điểm rồi họ tuyển thêm 2-3 người. Rồi sau đó hướng dẫn cho họ lại giúp được người khác làm giống họ. Thì họ không những đi một mình, họ đi với đồng đội. Cả nhà anh hiểu chưa? Đấy. Và liên tục dội bom sự kiện này từ nay cho đến khi diễn ra sự kiện. Đấy là cái cách chúng ta phát triển cái công việc kinh doanh này. Đấy là cái cách chúng ta phát triển công việc kinh doanh này. Và cả nhà nhìn lại cái bức tranh này để mình phải ghi vào cái cột sống ấy, những cái đốt sống này này, là mình sẽ không xếp lịch gì làm việc vào những cái đốt sống này hết. Ví dụ 9 giờ sáng thứ tư kéo dài cho đến khoảng 11 giờ vừa nghe vừa chốt, đúng không nào? Đấy, 9 giờ sáng thứ tư. Thì những cái người mà mình chia sẻ 1121 nhóm này này, chốt rồi hay chưa chốt, mình phải đẩy được bằng được vào đây. Đẩy bằng được vào nghe cái OPP này này. Vì khi họ vào đấy họ nghe, họ thấy bức tranh lớn. Cả nhà hình dung chưa nào?
người ta thấy là không chỉ có mình đang làm việc một vài người với nhau, người ta nhìn thấy một bức tranh lớn, người ta thấy được cô giáo thành công, nông dân thành công, giờ tiến sĩ cũng thành công rồi, doanh nhân thành công, vân vân. Người ta thấy một cái bức tranh lớn và người ta nhìn thấy hình ảnh của họ thì người ta mới có niềm tin. Rồi sau đó họ vào đây rồi sau mình ở chốt. Chốt vào đưa vào hệ thống đào tạo, người ta mới thấy được rằng ở đây họ được học. Họ được học để làm việc mới thành công được. Đúng không? Thế thì những cái gì là những cái mà trong cái kế hoạch làm việc ngày tuần ấy là phải bỏ trống. 9 giờ sáng thứ tư, 9 giờ sáng thứ bảy cần phải bỏ trống. 21 giờ tối thứ ba, tối thứ tư, tối thứ sáu, tối chủ nhật, tối thứ bảy, đúng không? Cần phải bỏ trống cái lịch đấy. Rồi, những lịch sự kiện như là Rickem sắp tới 11, 12 nữa ở miền Bắc, bỏ trống lịch đấy để mình có mặt tại sự kiện. Miền Nam 18, 19 bỏ trống cái lịch đấy. Một người nghiệp dư ấy là cứ đi làm những thứ xương răm. Tức là xương cột sống và xương răm. Hôm trước bạn ấy nói cái hình ảnh. Xương răm là gì? Lẽ ra là cái... Rồi chúng ta có thêm một cái đội làm việc cốt, đội nhóm này này. Ví dụ Biên Hòa, Đồng Nai là 12 giờ thứ 6. À xin lỗi cả nhà, là 9 giờ sáng thứ 6. Là cũng đưa vào cái lịch gì? Mình cũng đưa vào cái lịch đào tạo này này. Cũng đưa vào cái lịch cột sống này này. Đúng không? 9 giờ sáng thứ 6, Biên Hòa, Đồng Nai. Còn đội Bắc Giang là 12 giờ trưa thứ 6. Mình đưa cái lịch đấy vào cái cột sống này này. Mình gõ thêm vào đây, 9 giờ là Biên Hòa, Đồng Nai, thứ 6. 9 giờ sáng thứ 6. Rồi đội Bắc Giang là 12 giờ sáng thứ 12 giờ trưa thứ 6. Mình đưa vào cái đốt sống này, cái cột sống này. Đó nào. Cái người nghiệp dư mà chưa hiểu về kinh doanh theo mạng ấy, là làm không đúng lúc. Tức là lẽ ra cái lúc ấy là cần phải có mặt. 9 giờ sáng thứ tư, 9 giờ sáng thứ bảy cần phải có mặt trên cái OPP. Thì lại làm cái việc xương răm mà không phải làm cái việc của cột sống. Đấy là có thể lại đi tư vấn này đấy này, đi bán hàng, tức là đi làm cái việc 1121 này. Đấy, hoặc là làm những cái việc khác. Cả nhà hiểu chưa? Đấy, giống như ông Thông ấy, lẽ ra ngồi học không học, rủ bà Quyên ra chia sẻ 21 kiểu dễ, đúng không? Cái lúc mà mình chưa hiểu, ví dụ như và bây giờ mình hiểu rồi, phải thay đổi, hiểu rồi phải thay đổi. Mình, cả nhà viết lại này, Cường nói rất nhiều rồi, nhưng chúng ta viết lại để chúng ta ngộ này. Việc số 1 là cần phải, tức là cái câu mà tuyệt đối tuân thủ hệ thống ấy, thì nó có ý nghĩa như này này. Tức là cam kết số 1 là sử dụng sản phẩm đúng đủ đều. Cam kết số 2 là hàng ngày kết nối với tôi và tuyệt đối tuân thủ hệ thống. Với cái người làm việc ấy, họ cần sau khi mà vẽ mục tiêu ra xong, họ thấy mục tiêu 10 triệu là mục tiêu của họ, thì cần phải có hai cái cam kết. Cam kết số 1 là sử dụng sản phẩm đúng đủ đều. Thì mình phải nói với họ tại sao cần phải sử dụng sản phẩm đúng đủ đều, đúng không? Giống như bản thân mình sử dụng sản phẩm đúng đủ đều, mình đã thay đổi sức khỏe như thế nào. Để người khác làm việc gì thì luôn luôn phải cho họ lý do tại sao phải làm việc đó. Tại sao cần phải sử dụng sản phẩm đúng đủ đều. Và mình kể câu chuyện của mình thôi, sử dụng sản phẩm đúng đủ đều, mình đã có sức khỏe như thế nào, mình có niềm tin như thế nào. Cái cam kết số 2 là hàng ngày phải kết nối với tôi, tức là kết nối với người hướng dẫn ấy, kết nối với mình ấy, chính mình ấy, và tuân thủ và tuyệt đối tuân thủ hệ thống. Tuyệt đối tuân thủ hệ thống. Thì tuyệt đối tuân thủ hệ thống có nghĩa là gì? Có nghĩa là số 1 là sử dụng hệ thống. Phải biết sử dụng hệ thống, sử dụng dòng chảy. Nương theo dòng chảy. Đây này, đây là cái dòng chảy này. Và cái dòng này nó đang chảy mạnh như là thác. Và nếu như mình và những cái người đồng đội của mình vào cái dòng thác này là nó cuốn đi, đúng không? Mình đi theo dòng chảy ấy, mình có đứng im thì cái dòng chảy nó cũng đẩy mình đi. Bởi vì vận tốc của mình bằng vận tốc
di chuyển của mình cộng với vận tốc của dòng chảy. Thì mình có đứng im thì dòng chảy nó cũng kéo mình đi. Cái người nào mà chưa hành động như cứ vào các cái buổi này bắt đầu đốt nóng sình sịch lên thì kiểu gì cũng hành động. Chứ còn đứng ra khỏi cái dòng chảy thì làm sao mà có niềm tin mà hành động được. Anh chị em hình dung không? Và nếu mà đi ra khỏi cái dòng chảy này không có kiến thức, không có năng lượng thì làm sao làm việc được? Có giỏi đến mấy không thành công được, trừ có khả năng, trừ là có khả năng để có thể làm được cái việc số 3. Tí nữa Cường sẽ nói việc số 1 là sử dụng hệ thống, tức là đi theo cái dòng chảy này. Việc số 2 là tham gia vận hành hệ thống, tham gia vận hành hệ thống. Ví dụ như hệ thống lớn, lúc nào mình tham gia vào làm MC, làm đào tạo. Đấy, ví dụ như bạn Anna là bạn đã đang tham gia vào vận hành cái hệ thống lớn, đúng không? Tham gia vào đào tạo. Đấy là tham gia vào vận hành hệ thống lớn. Tối hôm qua Cường có nói với bạn Anna, thế bây giờ vào cơn lốc ngược chán chưa? Anh không bao giờ được đuổi em ra khỏi đấy đâu. Chẳng bao giờ em chán ra và đội của em chán ra thì thôi. Các bạn thấy bạn ấy hiểu sức mạnh. Cả nhà hình đúng không? Cái buổi tối thứ 3, tối thứ 6 ấy, cơn lốc ngược ấy. Tối hôm qua Cường bảo bây giờ em thủ lĩnh lớn rồi, bây giờ tự vận hành cái hệ thống, tự vận hành cái hệ thống riêng được rồi. Thì tham gia thì thôi, học mãi thế có gì đâu, Cường trêu bạn ấy thế. Không được. Em và đội của em vẫn tham gia, thứ 3, thứ 6, kiểu gì vẫn tham gia, ví dụ như vậy. Và cái sau này mới là cái bước thứ 3 là tự tạo ra hệ thống cho riêng mình. Tự tạo ra hệ thống. Với những người chưa bao giờ làm hệ thống kinh doanh này mà muốn để tự tạo ra được hệ thống thì phải thông minh kiểu kiệt xuất, giống như Anna Nguyễn ấy, thông minh kiệt xuất và bỏ cái tôi đi rất nhiều và sẵn sàng học, đúng không? Mới có thể làm được cái việc đấy. Mà bạn ấy còn đang sử dụng hệ thống mà, bạn đang tận dụng tất cả những sức mạnh của hệ thống. Cả nhà thấy không? Bạn có thành công lớn ở lĩnh vực khác, đúng không? Bảo hiểm, hay là kể cả doanh nhân truyền thống, bán bất động sản hàng tỷ, mà bạn không hiểu về cái câu chuyện này, bạn cũng chịu không thể thành công được. Không có cách nào thành công được nếu không hiểu về cái dòng chảy này. Và nếu như không tạo ra nó thành một cái system, tức là một cái chuỗi sự kiện, nó như thế này. Chỉ khi mình có thể làm chủ được cả cái chuỗi sự kiện này, thì lúc đấy mình mới tạo ra được hệ thống. Thế còn không ấy, thì chúng ta còn khuya. Anh chị em hình dung câu chuyện không? À đấy. Cho nên là ví dụ bắt đầu mình vừa tham gia vận hành hệ thống, nhưng mình bắt đầu tạo ra những cái sự kiện riêng của nhóm mình. Đấy, như Biên Hòa Đồng Nai vào 21 giờ thứ bảy. Đó, đấy là những sự kiện của đội nhóm riêng để mình chuẩn bị cho cái hành trình để mình có thể làm được tất cả những việc khác. Đúng không? Rồi đội Bắc Giang cũng vậy. Thì đấy là những cái điều Cường muốn chia sẻ với anh chị em để chúng ta khắc họa, để chúng ta hiểu cái dòng chảy đấy nó là cái gì. Bạn có giỏi cỡ nào đi chăng nữa mà bạn không có cái chuỗi sự kiện đó thì không bao giờ có thể thành công được trong kinh doanh thương mại. Đấy là điều chắc chắn. Đấy là điều chắc chắn. Không cách nào bạn có thể thành công được. Bởi vì bạn đi ngược đường hoặc là đi một mình. Và nếu mà đồng đội của bạn mà họ không đi theo dòng chảy thì cái đội đấy không thể tiến lên được. Và đội đấy không tiến lên được thì làm sao? Thì làm sao thành công được? Xương sống không làm, làm xương răm, ví dụ như thế. Và không, vì không hiểu. Chị Tiến hiểu không? Chị Lương Thị Tiến, bật mic.
chị cũng hiểu nhưng mà nó chưa hết vấn đề. Dần dần, cứ dần dần. Nhớ là dành thời gian 1 giờ 34 phút nghe toàn bộ lại cái video của Anna Nguyễn và chép xuống một cách chi tiết. Để chuyển hóa dần dần. Để chúng ta chuyển hóa dần dần. Bởi vì chuyển hóa là một quá trình. Học và chuyển hóa thì nó mới thành tiền được. Học mà không chuyển hóa không bao giờ thành tiền được. Học, chuyển hóa có nghĩa là con người của mình lớn lên. Tiền là kết quả của sự chuyển hóa. Các bạn hiểu ạ? Đấy, giống như cho nên là tại sao học đại học thì nhồi nhét thật lắm nhưng mà nó không chuyển hóa được, cho nên ra trường cũng chỉ 50 triệu thôi. Đấy. Bởi vì là nhồi thông tin, nó không chuyển hóa được. Và làm cái nghề này là cái con đường, cái quá trình chuyển đổi của mình ấy, từ một người nhỏ bé trở thành một người lớn hơn, đấy gọi là quá trình chuyển hóa. Đây này, cả nhà nhìn này, cái con người nhỏ bé ban đầu và đi theo một cái dòng chảy này. Các bạn nhìn thấy Phạm Hoàng Anh không? Sau 2 năm rưỡi là trở thành một con người này, bởi vì bạn ấy hiểu, bởi vì Cường làm cho bạn ấy rất rõ này, và bạn ấy chưa bao giờ bỏ một cái sự kiện nào, trừ những cái lúc mà quá mệt và bạn ấy không thể tham dự được, thì ít nhất thì bạn ấy cũng tắt cái video để bạn nghe. Các bạn hiểu không? Bởi vì bạn ấy hiểu. Hồng Hạnh cũng thế, cả cái chuỗi này không bao giờ bạn ấy, tất cả những lịch này là luôn luôn có mặt. Các bạn cứ xem cái đội Sơn La họ học hành, các bạn cứ quan sát cái đội Sơn La là cứ vào Zoom, cái Zoom S69 ấy, bởi vì bây giờ thứ ba thứ sáu thì các bạn ấy không tham gia nữa rồi, cứ vào Zoom S69 các bạn cứ quan sát Hồng Hạnh ngồi học thế nào, đúng không, Lù Bình ngồi học như thế nào, cứ quan sát cái đội đấy à, để các bạn biết, các bạn hiểu là cái sự nghiêm túc trong cái việc mà sử dụng cái dòng chảy này, bởi vì các bạn ấy rất hiểu rất rõ, đúng không? Thế cho nên là mình muốn đội của mình như nào thì mình phải làm gương. Ông Thông ạ, ông Phạm Văn Thông, ông phải làm gương, ông mặc nó đẹp, ngồi nhìn nó ngon, sáng thì đội mình nhìn mới ngon được. Nhìn không chưa? Ok, bây giờ mấy giờ rồi? 7:29 rồi. Là, bởi vì là hai đội gồm một cho nên chúng ta làm thêm đến 1 tiếng rưỡi, đúng không? Thế thì cả nhà nhớ viết lại toàn bộ, nhớ viết lại toàn bộ cái buổi đào tạo của Anna Nguyễn, và người nào nhanh thì 6 tháng chuyển hóa được hết, đúng không? Đấy là nhanh ấy. Còn mà chậm thì phải 2 năm mới chuyển hóa được hết. Cho nên đấy là có rất là nhiều những cái key ở trong đây. Các bạn biết là tất cả những gì bạn ấy chia sẻ là tất cả những gì bạn đã chuyển hóa toàn bộ những cái tư tưởng của Cường chia sẻ cho bạn ấy, và bạn ấy chuyển hóa thành của bạn ấy. Đúng không? Tức là mình làm cái ngành này 10 năm và có những cái key mình chia sẻ cho bạn ấy, và bạn ấy lùng sục tất cả mọi thứ lên để bạn ấy hiểu, thấu hiểu, để bạn ấy chia sẻ lại cho cả nhà. Thế chính vì vậy mà nghe thì tưởng đơn giản thế thôi, nhưng mà để chuyển hóa nổi nó là cả một hành trình đấy, cả một hành trình rất dài. Và đấy là cái thứ mà không tiền nào các bạn mua được đâu, không có tiền nào, không tiền nào chúng ta mua được đâu. Và phải biến nó thành của mình, biến kiến thức nhân loại thành của mình. Tức là gì? Mình phải chuyển hóa được, hấp thụ được, chuyển hóa được thì tiền nó đến, đơn giản thế thôi cả nhà. Rồi bây giờ chúng ta bật micro ăn mừng chiến thắng ngay. Bật micro ăn mừng chiến thắng. 1, 2, 3. Yeah. Yes, yes, yes. 2, 3. Yeah. Yes, yes, yes. 1, 2, 3. Auto. Mercedes Benz. Biệt thự Hy Lạp. Biệt thự Hy Lạp. Yes. Hẹn gặp các nhà lãnh đạo tại trại lãnh đạo và anh chị em khác có mặt tại Rickcamp tháng 7. Điều quan trọng là luôn luôn mở mắt ra một ngày mình đến Rickcamp có bao nhiêu người, và số người phải định luôn, tức là ra quyết định luôn là có bao nhiêu người rồi hành động, chứ không phải làm được đến đâu thì đến đó, mà mình ra quyết định ngay lập tức là tại Rickcamp này đội của mình có bao nhiêu người, tức là ấn định con số và sau đó sao? Lập kế hoạch để làm, vẽ ra chiến lược để làm. Nó đơn giản thế thôi. Thế cho nên là
các bạn sẽ làm việc lại với đội nhóm của mình. Làm việc lại với đội nhóm của mình, Quyên có bao nhiêu người, Thông có bao nhiêu người, chị Tuyến có bao nhiêu người, Vũ Anh Dương có bao nhiêu người tại cái sự kiện Rickam. Tức là lập mục tiêu ra bao nhiêu người và sau đó mình hành động và mình thành công, đơn giản thế thôi. Rồi, tạm biệt cả nhà nhá. Bye bye. Bye bye. Sát tay thật nóng. Hôm nay là một ngày tuyệt vời. Sao thêm một phát nữa. Cuộc đời tôi thay đổi ngay bây giờ. Ngay bây giờ. Ok, bye bye cả nhà. Bye bye.